Tập đoàn Alibaba do tỷ phú Jack Ma đồng sáng lập vừa cho biết đang có kế hoạch chia tách đế chế trị giá 220 tỷ đô la Mỹ thành 6 công ty con phụ trách các mảng kinh doanh riêng biệt. Trong đó, mỗi đơn vị sẽ lên kế hoạch huy động vốn hoặc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO vào thời điểm thích hợp. Alibaba sẽ được phân tách thành 6 đơn vị gồm các công ty, dịch vụ đám mây Cloud Intelligence, thương mại điện tử Taobao Timon Commerce, dịch vụ Local Service, hậu cần Kainow Smart, logistics, thương mại số Global Digital Commerce, truyền thông số và giải trí Digital Media and Entertainment. Đợt tái cấu trúc này là lớn nhất trong lịch sử 24 năm của gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc. Cổ phiếu của Alibaba niêm yết tại Mỹ đã tăng hơn 14% sau thông tin trên. Kể từ cuối năm 2020, khi Trung Quốc kiểm soát chặt lĩnh vực công nghệ, cổ phiếu của hãng công nghệ này đã mất gần 70% giá trị. Việc chia tách là điều hiếm thấy đối với các công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc. Cách làm này có thể trở thành khuôn mẫu cho các công ty cùng ngành với Alibaba, đồng thời xoa dịu lo ngại của chính phủ Trung Quốc với các đại gia internet. Vài năm qua, Bắc Kinh thực hiện chiến dịch kiềm chế ảnh hưởng của các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là Alibaba và Tencent Holdings, công ty mẹ của WeChat. Chính phủ Trung Quốc lo ngại quyền lực tập trung vào một vài đại gia công nghệ sẽ kìm hãm đổi mới. Vì thế, việc tái cấu trúc có thể giúp Alibaba nhận được sự hỗ trợ từ giới chức. Alibaba và Tencent đã đầu tư vào hàng trăm công ty khởi nghiệp trong nhiều năm, hỗ trợ họ xây dựng chiến lược phát triển. Cuộc cải tổ diễn ra một ngày sau khi người sáng lập Alibaba là tỷ phú Jack Ma về nước sau một năm sống ở nước ngoài. Động thái đó cũng phù hợp với nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy tăng trưởng của khu vực tư nhân sau hai năm kiểm chế. Các nhà phân tích cho rằng việc phân tách sẽ làm giảm sự giám sát của chính quyền Bắc Kinh đối với Alibaba khi hoạt động kinh doanh của họ đã vươn ra trong nhiều lĩnh vực. Giám đốc điều hành Alibaba Daniel Zhang cho biết, mục đích ban đầu và cơ bản của cuộc cải cách này là làm cho tổ chức của chúng tôi trở nên nhanh nhẹn hơn, rút ngắn các cấp ra quyết định và phản ứng nhanh hơn. Theo ông, mỗi đơn vị kinh doanh sau phân tách phải đối mặt với những thay đổi nhanh chóng trên thị trường và mỗi nhân viên của Alibaba phải có tư duy của một doanh nhân ông Zhang sẽ tiếp tục vai trò chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Alibaba theo mô hình quản lý công ty cổ phần, đồng thời là giám đốc điều hành của Cloud Intelligence Group. Alibaba cho biết 6 doanh nghiệp này sẽ có một giám đốc điều hành và hội đồng quản trị riêng. Họ sẽ phải linh hoạt trong việc huy động vốn từ bên ngoài cũng như tìm kiếm các đợt IPO vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, riêng công ty thương mại Taobao Timon sẽ phải phụ trách các doanh nghiệp thương mại tại Trung Quốc và vẫn là một đơn vị thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Alibaba. Ông Trang cho biết công ty này sẽ có các phòng chức năng gọn nhẹ hơn, song không nêu chi tiết về việc cắt giảm nhân sự. Đáng chú ý, việc chia tách diễn ra sau khi lợi nhuận của Alibaba vừa ghi nhận quý tăng trưởng đầu tiên kể từ năm 2020. Cụ thể, trong quý 4 năm 2020, đế chế của tỷ phú Jack Ma lãi dòng 46,82 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 6,8 tỷ đô la Mỹ, vượt xa ước tính 34,02 tỷ nhân dân tệ của Refinitiv và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên, một phần nguyên nhân giúp lợi nhuận của Alibaba tăng trưởng là việc cắt giảm chi phí. Tập đoàn từng tiêu mạnh tay để phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ trực tuyến và quốc tế của mình. Trước đó, Alibaba từng thành công với các công ty con, tập đoàn này đã loại bỏ Alipay năm 2010. Động thái này không được ủng hộ vào thời điểm đó, nhưng đã dẫn đến việc thành lập Ant Group. Ant Group có kế hoạch thực hiện đợt IPO lớn nhất thế giới trước khi bị Bắc Kinh tuyết còi. Dù tham gia vào một loạt ngành nghề kinh doanh, Alibaba mới đây tái khẳng định sẽ cắt giảm chi phí để củng cố lợi nhuận. Điều này cho thấy sự thay đổi đối với một tập đoàn công nghệ từng mạnh tay chi tiêu để thống trị các mảng kinh doanh. Họ cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ đối thủ JD.com hay những công ty mới nổi như là PDD Holdings và ByteDance.